Thuận Nguyễn được đại gia gọi mời nương tựa, tuổi thơ cơ cực nhưng xứng tầm ngôi vị Á Vương. Thuận Nguyễn luôn được nhớ đến là một diễn viên trẻ điển trai và tài năng, nhưng ít ai biết rằng anh chàng đã nỗ lực nhiều đến mức nào. Thuận Nguyễn là ai? Thuận Nguyễn là diễn viên sở hữu ngoại hình chuẩn người mẫu, anh được đào tạo bài bản qua trường lớp và hiện là một gương mặt quen thuộc tại sân khấu kịch thế giới trẻ. Đồng thời, Thuận Nguyễn còn tham gia đóng nhiều bộ phim và vở kịch nổi tiếng như Anh Muốn Quên Em Không, Chuyện Tình Bangkok, Ma Nữ Si Tình, Dream Boys, Mẹ Chồng Rắc Rối. Tuổi thơ cơ cực nhưng không từ bỏ. Thuận Nguyễn sinh ra tại Long An trong một gia đình có hai chị em. Tuổi thơ của anh không coi là thiếu thốn nhưng cũng không được sung sướng như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ Thuận Nguyễn hàng ngày phải dậy từ 3 giờ sáng để đẩy hàng ra bán cà phê. Ba anh thì làm công việc nặng nhọc để kiếm thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Nhưng cũng do hoạt động nặng lâu ngày nên ba của nam diễn viên không còn nhiều sức khỏe, phải nghỉ việc về phụ giúp mẹ anh bán hàng. Người siêng năng nhất trong gia đình chính là bà nội của Thuận, anh kể. Bà thường đi gom cơm thừa ở khu vực xung quanh về phơi khô bán. Thuận Nguyễn thấy bà nội tất bật suốt cả ngày. Dù có khó khăn là thế, nhưng chị em Thuận Nguyễn vẫn luôn dành sự yêu thương, kính trọng và niềm tự hào mỗi khi nhắc đến các bậc trưởng bối trong nhà, vì họ đã dành hết sức khỏe, thời gian của mình để chăm lo cho con cái. Thuận Nguyễn nuôi ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp từ bé nên anh rất chăm chỉ học hành. Thuận đỗ trường cao đẳng sân khấu điện ảnh nhờ ngoại hình nổi bật, nên trong những năm còn là sinh viên, anh nhận được nhiều lời mời diễn xuất. Nhưng Thuận Nguyễn quyết định từ chối và tập trung cho việc học của mình, bởi khi còn học lớp 10, vì quá khó khăn mà nam diễn viên đã phải nghỉ học đi làm phụ hồ, đào sắt, làm tóc để có tiền trang trải cho gia đình và bản thân. Khoảng thời gian này làm Thuận Nguyễn đi học trễ một năm và khiến nam diễn viên quyết tâm phải tập trung học hành thật chăm chỉ để có hành trang vững chãi cho sự nghiệp tương lai. Hành trình chinh phục ước mơ nghiệp diễn. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Thuận Nguyễn bắt đầu diễn xuất và tham gia vào sân khấu kịch thế giới trẻ. Trở thành một diễn viên kịch, Thuận Nguyễn đã học hỏi và cống hiến nhiều công sức của mình để cho ra nhiều vở kịch hấp dẫn như Chuyện Tình Bangkok, Ma Nữ Si Tình, Dream Boys, Mẹ Chồng Rắc Rối, Bí Mật Nhà Xác. Có thể nói thế giới trẻ là cái nôi nuôi dưỡng cho ước mơ của Thuận Nguyễn. Tại đây anh có thể thể hiện tài năng của mình và có được những người bạn thân thiết trong nghề như Anh Tú, Diệu Nhi. Ngoài diễn xuất tại sân khấu kịch, Thuận Nguyễn còn nhận nhiều vai lớn nhỏ trong nhiều bộ phim để trau dồi khả năng biểu đạt trước ống kính. Anh thường được biết đến qua những vai soái ca, công tử đa tình ngọt ngào. Các phim nổi bật của Thuận Nguyễn có thể kể đến như Anh Muốn Quên Em Sao, Real Love, Hẹn Nhau Ở Thanh Xuân, Nam Phi Liên Hoàn Kế. Năm 2021 đánh dấu sự xâm chiếm màn ảnh rộng của nam diễn viên với hai phim điện ảnh được mong đợi là Bảy Ngọt Ngào đóng cùng Minh Hằng, Diệu Nhi, Bảo Anh và Thanh Sói của đã nữ Ngô Thanh Vân kết hợp với nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh. Ngoài việc đi diễn, Thuận Nguyễn còn thể hiện mình là một người đa tài khi chăm chỉ tham gia các game show để khán giả nhớ đến mình. Dù tuổi thơ có cơ cực, nhiều chông gai, nhưng Thuận Nguyễn vẫn luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để thực hiện mơ ước diễn xuất của mình. Để giờ đây anh không chỉ trở thành một diễn viên giỏi, mà còn là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Ngôi vị Á Vương 4 Mr. Global 2017. Cuộc thi Mr. Global do Thái Lan sáng lập ra từ năm 2014. Dù còn khá non trẻ, nhưng với hình thức tổ chức chuyên nghiệp của mình, Mr. Global đã được xếp vào hệ thống Grand Slam, những cuộc thi danh giá và uy tín trên thế giới. Ngay từ đầu cuộc thi Mr. Global 2017 Nam Vương Toàn Cầu, một trong năm cuộc thi nhan sắc dành cho nam lớn nhất thế giới, đại diện Việt Nam là Thuận Nguyễn đã được đánh giá cao về body chuẩn, gương mặt điển trai. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai chiều cao 1m88 ấn tượng cùng thân hình 6 múi săn chắc, Thuận Nguyễn còn chinh phục đông đảo khán giả nhờ nụ cười hút hồn và má lúm đồng tiền dễ thương. Nhờ thế, Kim Woo Bin phiên bản Việt thường xuyên lọt ống kính của các nhiếp ảnh gia trong các hoạt động bên lề cuộc thi. Tại đêm chung kết Mr. Global 2017 diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan vào tối ngày 20 tháng 5, Thuận Nguyễn đã thể hiện bài nhảy khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc Trên Ven của Lê Cát Trọng Lý. Bài thi này giúp anh đoạt giải thí sinh tài năng nhất. Cũng nhờ sự tự tin trong các vòng thi như trang phục dự tiệc, bikini, ứng xử bằng tiếng Anh mà Thuận Nguyễn đã giành giải Á Vương 4, từng nhận những lời mời khá nhạy cảm từ các đại gia. Sau ngôi vị Á Quân 4 Mr. Global 2017, Thuận Nguyễn được nhiều người biết đến hơn. Những lời mời từ các đại gia cũng bắt đầu ồ ạt gửi đến nam diễn viên. Khi được hỏi có từng được đại gia mời cho những cuộc hẹn đặc biệt chưa, Thuận Nguyễn chia sẻ, thật sự là có nhưng đã qua rồi, tôi thấy mình không còn thanh xuân nữa. Khi mới bước vào nghề thì có những lời đề nghị đó. Tôi nói thật, nếu tôi đồng ý những lời mời của đại gia hay đánh đổi những chuyện đó, thì chắc chắn tôi đã giàu từ rất lâu. Đến bây giờ tôi vẫn chưa giàu, cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Đối với tôi, đàn ông thì cần phải có nhà, có xe, cũng như có đủ kinh tế để lo lắng cho gia đình. Hiện tại tôi đã lo được cho gia đình, nhưng bản thân vẫn chưa có một tài sản cá nhân nào cả. Tôi vẫn còn sống chung với gia đình.
Nam diễn viên người mẫu điển trai chốt lại. Đến bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy mình may mắn khi bản thân đủ tỉnh táo để từ chối và không bị cuốn vào.